Rồi đầu tiên là mình gõ Meet Google. Mình tìm kiếm nè, mình click vô cái trang đầu tiên nè. Rồi mình sẽ tạo cuộc họp và bắt đầu cuộc họp. Rồi đăng nhập vào tài khoản ha. Rồi nhập mail mật khẩu. À, xong là ok. Nếu mà mình có xác minh thì chọn xác minh luôn. Rồi mình nhập mã xác minh nè. Rồi xong là bắt đầu mình tiến anh mình sử dụng dịch vụ đây, cho phép sử dụng mic và cái máy ảnh. Cho phép hết đi, lần đầu mình cứ cho phép hết đi, xảy ra lỗi máy ảnh, ok bỏ này đi. Rồi thêm người khác, cái này là gì đây, sao chép cuộc họp. Rồi bây giờ mình thảy qua Zalo cho em mình kết nối vô ha. Rồi rồi em vô đi Mon ơi, vô thử coi được không. Thêm người khác ở đây là thêm mail, chắc là mail Google đây. Rồi đợi xíu em mình vô coi sao. Đây mình chọn mic của mình nè, đang mình thu âm bên kia nghe nè, ở đây bật máy ảnh lên nè, là bật camera nha, cái webcam mình á. Nếu mà laptop thì cái camera trước, còn không mình sử dụng cái webcam. Rồi từ chối chấp nhận nè, là Mon Doraemon cái người mình mời đó, mời sử dụng. Rồi bắt đầu ha, bắt đầu chúng ta tham gia cái cuộc họp. Mình nhìn thấy được cái màn hình của điện thoại của Mon. Rồi Mon đang vào nè mọi người nha, anh em nha. Đó rồi bây giờ mình đã điều khiển để thấy được cái màn hình điện thoại của em mình ha. Đấy thì cái video này khá là tiện, các anh em dùng để chúng ta hướng dẫn khách hay là bạn bè anh chị em gì đó, để chúng ta nhìn màn hình điện thoại bên kia để chúng ta hướng dẫn một cách dễ hơn ha, chúng ta hướng dẫn cái gì đó ha, tùy chúng ta ha. Rồi cảm ơn các anh em đã theo dõi video, chào các anh em nha.